Đến hẹn lại lên, chào mừng anh em đam mê lịch sử đến với Hồi ức thời chiến, kênh chuyên kể những câu chuyện lịch sử, anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, đất nước Việt Nam ra đến ngõ là gặp anh hùng. Đây là câu nói ta thường nghe thấy mỗi khi bàn về tinh thần yêu nước cuột khởi của nhân dân ta. Việt Nam là một đất nước nhỏ bé nhưng luôn bị nhòm ngó xâm lược bởi nhiều quốc gia lớn hơn, đặc biệt là Trung Quốc và Mỹ. Và để giữ được nền độc lập cho đến ngày nay, dĩ nhiên đất nước ta phải sản sinh ra rất nhiều anh hùng, nhiều vị danh tướng để có thể lãnh đạo nhân dân chống trả các cuộc xâm lược đó. Vậy anh em có biết đâu là vùng đất có nhiều danh tướng nhất trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hay không? Hẳn rất nhiều người sẽ nghĩ đáp án là Thanh Hóa hoặc Nghệ An, đúng không? Tuy nhiên, câu trả lời đúng lại không phải là như vậy. Để biết cụ thể về vùng đất linh thiêng đã sản sinh ra đến 11 danh tướng lẫy lừng của quân đội nhân dân Việt Nam, anh em hãy cùng tôi đi tìm hiểu về câu chuyện Hang Tám Cô ngay trong video ngày hôm nay nhé. Vùng đất mà chúng tôi muốn nói đến ở đây là huyện Sơn Tịnh, một huyện đồng bằng nằm ở phía bắc tỉnh Quảng Ngãi. Hình thế huyện Sơn Tịnh có bề ngang theo chiều nam bắc hẹp. Trước đây huyện có bề dài theo chiều đông tây, trải rộng từ chân dãy Trường Sơn giáp đến Biển Đông. Hiện nay huyện có diện tích 243,1 km², dân số vào năm 2019 là 95.843 người. Quê hương Sơn Tịnh từ lâu nổi danh là vùng đất địa linh nhân kiệt, sản sinh nhiều vị tướng tài, cống hiến nhiều chiến công vang dội trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Vượt qua gian nan thử thách, họ được rèn luyện trong bối cảnh lịch sử khắc nghiệt, thành người có ý chí, mưu lược, tài ba. Đến thời điểm năm 1975, huyện Sơn Tịnh là một trong những quê hương có số lượng tướng nhiều nhất cả nước. Vùng đất sinh ra nhiều vị tướng ở vùng quê này là hiện tượng đặc biệt của Quảng Ngãi, góp phần to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử Quảng Ngãi, huyện Sơn Tịnh từ lâu được mệnh danh là vùng đất tướng, bởi lẽ địa phương này có bề dày lịch sử văn hóa, cách mạng. Người Sơn Tịnh có truyền thống yêu nước nồng nàn, đánh giặc ngoại xâm kiên cường, thông minh, sáng tạo. Nhiều cá nhân nổi trội trong các phong trào đấu tranh cách mạng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước. Tất cả những nhân tố này là cội nguồn hình thành nên miền đất tướng Sơn Tịnh lừng danh chiến công, góp phần to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi có 11 vị tướng tài, lập nhiều chiến công, góp phần to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Khi thực dân Pháp bắt đầu xâm lược Việt Nam, huyện Sơn Tịnh đã cống hiến cho đất nước một thủ lĩnh nghĩa binh chống Pháp nổi tiếng đất Nam Kỳ, đó là tướng quân Trương Công Định. Ông lãnh đạo nhân dân Gò Công, Tiền Giang chống giặc, được nhân dân phong làm Bình Tây Đại Nguyên Soái, Trung Thiên tướng quân. Trương Định sống ở quê hương Quảng Ngãi cho đến năm 24 tuổi mới theo cha là Trương Cầm vào gia Định thời vua Thiệu Trị. Trương Định là người chí dũng song toàn. Năm 1850, hưởng ứng chính sách khai hoang của triều đình, ông đã đứng ra chiêu mộ khoảng 500 dân nghèo khai hoang lập ấp ở Gò Công, Gia Định. Năm 1859, quân Pháp đánh chiếm thành Gia Định. Ngay lúc đó, Trương Định đã đem nghĩa binh của mình lên đóng quân ở Gia Định. Ông đã lập được nhiều chiến công trên phòng tuyến từ Gò Cây Mai đến Thị Nghè và các trận đánh ở trung tâm Sài Gòn. Năm 1862, triều đình Huế phong cho Trương Định chức phó lãnh binh tỉnh Gia Định. Phối hợp với phong trào chung các nơi, cuộc khởi nghĩa của Trương Định ngày càng lớn mạnh. Trong năm 1862, phong trào dâng lên khắp nơi, lôi cuốn tuyệt đại bộ phận nhân dân tham gia. Tháng 3 năm 1862, quân Pháp đã phải rút khỏi nhiều đồn vì sợ bị nghĩa quân tập kích tiêu diệt. Trong suốt những năm từ năm 1861 đến tháng 8 năm 1864, nghĩa quân của Trương Định đã làm cho quân Pháp khiếp sợ với nhiều chiến thắng ở Gò Công, Rạch Giá, Quý Sơn, Tân An và nhiều vùng khác ở khắp tỉnh miền Đông. Ngay cả Vian, một quan cai trị cao cấp của Pháp thời ấy, đã gọi Trương Định là nhà đại lãnh tụ của quân khởi nghĩa. Còn đối với nhân dân, đặc biệt là nhân dân Gò Công, Nam Bộ, xem Trương Định là người anh hùng dân tộc. Theo mạch nguồn lịch sử, tướng Nguyễn Chánh, xã Tịnh Hà, trung tướng Nguyễn Đôn, xã Tịnh Bình, trung tướng Phạm Kiệt, xã Tịnh Minh là những vị danh tướng tiếp theo mà vùng đất Sơn Tịnh từng sản sinh. Tướng Nguyễn Chánh, vị tướng bách chiến bách thắng chiến trường Tây Nguyên, sinh năm 1914, vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 17 tuổi. Ông từng là bí thư liên tỉnh Nghĩa, Bình, Phú, tức Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên. Trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, trên cương vị chính ủy kiêm tư lệnh liên khu 5, tư lệnh chiến dịch Bắc Tây Nguyên, tướng Nguyễn Chánh đã trực tiếp chỉ huy chiến dịch, giành được thắng lợi to lớn. Với chiến thắng Măng Đen ngày 28 tháng 1 năm 1954, mắt xích số 1 trong hệ thống phòng thủ phía đông Kon Tum bị bẻ gãy, quân ta đã chọc thủng một mảng phòng ngự lớn của địch. Cánh cửa vào Bắc Tây Nguyên đã mở. Từ thắng lợi này, bộ đội ta tiếp tục tấn công tiêu diệt toàn bộ quân địch từ Đắc Tô đến Đắc Lây, Kon Tum. Tiếp đó, dưới sự chỉ huy của tướng Chánh, bộ đội ta phát triển xuống phía Nam, đánh địch trên đường chiến lược 19,
thắng trận An Khê, tiêu diệt hoàn toàn binh đoàn cơ động 100 của Pháp. Binh đoàn tinh nhuệ bậc nhất của quân viễn chinh Pháp mới rút từ Triều Tiên về, phá tan của hành binh Athlone của tướng Henry Navarre. Chiến thắng này đã góp phần chia lửa với chiến trường Điện Biên Phủ và là một trong những yếu tố quyết định buộc Pháp phải đầu hàng trong chiến tranh Đông Dương. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, có một viên tướng người Pháp tên là De Beaufort nhờ đại tướng Võ Nguyên Giáp cho ông ta gặp bằng được người chỉ huy đánh bại chiến dịch Athlone trên chiến trường Tây Nguyên năm 1953-1954. Tướng Giáp đã đồng ý và sắp xếp một cuộc gặp riêng giữa tướng De Beaufort và Nguyễn Chánh. Viên tướng bại trận người Pháp đã không tin rằng ngồi trước mặt mình là một con người hết sức bình dị, nhưng lại là một vị tướng đã làm cho tôi điêu đứng trên chiến trường, như hồi ký sau này ông ta thuật lại. Tướng Nguyễn Chánh đã có công to lớn vào thắng lợi của chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, giải phóng Kon Tum tháng 2 năm 1954, kết thúc 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trên chiến trường Tây Nguyên. Tướng Nguyễn Đôn, vị tướng lừng danh khởi nghĩa Ba Tơ, chiến đấu bên cạnh tướng Nguyễn Chánh ở đội du kích Ba Tơ. Trung tướng Nguyễn Đôn, lúc 24 tuổi, đã sáng tạo in tài liệu kêu gọi vận động nhân dân. Ông thấy được sức mạnh đoàn kết của toàn dân, ông lặn lội lên núi Cao Muôn cắt máu ăn thề với già làng người Thượng. Ông thuyết phục đồng bào nơi đây ủng hộ Việt Minh, xây dựng Ba Tơ thành khu căn cứ của đội du kích vững mạnh vùng phía Tây Quảng Ngãi. Cùng với Trung tướng Phạm Kiệt, ông Đôn đã trực tiếp vào đồn Tây ở Ba Tơ để thuyết phục đám lính Khố Xanh cùng quan tư Pháp hạ vũ khí, giao đồn cho cách mạng ngay sau khi Nhật đảo chính Pháp đêm ngày 9 tháng 3 năm 1945. Ông Đôn thuyết phục lãnh đạo tỉnh ủy bấy giờ đưa ngay đội du kích về đồng bằng, phát triển nhanh lực lượng vũ trang để tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, đưa Quảng Ngãi trở thành địa phương đầu tiên ở miền Trung giành chính quyền sớm nhất từ tay phát xít Nhật. Tướng Phạm Kiệt, người đề nghị đánh chắc, tiến chắc ở Điện Biên Phủ. Cùng thủ lĩnh đội quân du kích Ba Tơ với ông Đôn, Trung tướng Phạm Kiệt, quê xã Tịnh Minh, được kết nạp vào Đảng khi vừa tròn 21 tuổi. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, tại vùng tuyến lửa Vĩnh Linh, Quảng Trị, tướng Kiệt là người đề xuất xây dựng địa đạo Vĩnh Mốc, Quảng Trị nổi tiếng. Cũng chính ông là người đề nghị thay đổi phương châm tác chiến đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc, góp phần giành thắng lợi hoàn toàn trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Cảm nhận về ông Kiệt, cố đại tướng Võ Nguyên Giáp từng viết trong thư: "Tôi đánh giá rất cao ý kiến của anh Phạm Kiệt. Ý kiến ấy cùng với những tin tức trinh sát từ nhiều mặt gửi về đã cung cấp cho tôi căn cứ quan trọng để đề ra với Đảng ủy thay đổi phương châm tác chiến, rút quân ra, chuyển sang kế hoạch mới, đánh chắc, tiến chắc. Tôi càng thấy rõ anh Kiệt là một cán bộ có trình độ chính trị và quân sự, có tinh thần kiên định, lại có bản lĩnh vì nghĩa lớn, nói lên sự thật không chút ngần ngại. Anh đã để lại cho chúng ta một tấm gương về đức tính, về bản lĩnh của người đảng viên cộng sản." Tướng Võ Bẩm, người khai mở đường Trường Sơn. Nếu như trong kháng chiến chống Pháp, Trung tướng Nguyễn Đôn và Phạm Kiệt lập nhiều chiến công vang dội, thì trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Thiếu tướng Võ Bẩm, quê xã Tịnh Khê, đóng góp lớn vào tuyến đường vận tải quân sự Trường Sơn huyền thoại, đường Hồ Chí Minh. Bước ngoặt lớn nhất trong đời binh nghiệp của ông Bẩm là vào ngày 5 tháng 5 năm 1959, khi Trung tướng Nguyễn Văn Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ nhiệm Ủy ban Thống nhất Trung ương giao nhiệm vụ cho ông thành lập đoàn công tác quân sự đặc biệt. Đó là mở đường giao thông đặc biệt từ Bắc vào Nam trong thời gian ngắn, bí mật và an toàn nhất để vận chuyển vũ khí, hàng hóa, nhu yếu phẩm vào chiến trường miền Nam. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt của núi rừng Trường Sơn, đoàn 559 đã lập nên nhiều kỳ tích. Suốt gần 2 năm đầu, mọi việc vận chuyển đều được thực hiện bằng sức người. Mỗi chiến sĩ phải cõng khoảng 30kg trên lưng, trèo lên núi cao, vượt qua gành thác. Để đẩy nhanh tiến độ vận chuyển, ông đề nghị phương án mượn đường của nước bạn Lào để mở con đường vận chuyển cơ giới. Sau một năm thành lập, hàng trăm nghìn tấn hàng hóa, bao gồm súng ống, đạn dược, lương thực, thuốc men đã được vận chuyển qua dãy Trường Sơn, đi sâu vào Nam, đảm bảo chi viện kịp thời cho tiền tuyến. Đường Trường Sơn đã trở thành con đường chiến lược, góp phần dẫn đến chiến thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ông cũng là người đầu tiên thí điểm mô hình vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, khởi nguồn của con đường Hồ Chí Minh trên biển về sau. Tướng Trần Văn Trà, Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam. Thượng tướng Trần Văn Trà, sinh năm 1919, quê xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh. 19 tuổi, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, với những cương vị khác nhau, ông đã góp phần lãnh đạo quân và dân miền Đông Nam Bộ xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, xây căn cứ kháng chiến, mở các chiến dịch để phối hợp với các chiến trường toàn quốc, giành nhiều thắng lợi trong các trận đánh lớn. Sau ngày kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, tháng 7 năm 1954, ông tập kết ra Bắc và được bổ nhiệm làm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, kiêm Giám đốc Học viện Chính trị và Tòa án Quân sự Trung ương. Năm 1959, ông được đề bạt cấp Trung tướng. Cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam ngày càng mở rộng. Năm 1963, ông được Trung ương cử về Nam đảm nhiệm chức vụ Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam, Phó Bí thư Quân ủy miền.
với tài thao lược quân sự, ông đã góp phần chỉ đạo, chỉ huy, làm nên những trận thắng vang dội như Đất Quốc, Đồng Xoài, Phước Long, chiến dịch Bình Giã, Mậu Thân, Nguyễn Huệ. Năm 1973, Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết. Trung tướng Trần Văn Trà được cử làm trưởng đoàn đại diện chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, kiểm soát thi hành hiệp định do bốn bên tham chiến. Năm 1974, ông được đề bạt quân hàm thượng tướng. Mùa xuân năm 1975, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng Sài Gòn, Gia Định và cả miền Nam. Với cương vị phó tư lệnh chiến dịch, ông đã góp phần lãnh đạo cuộc tiến công nổi dậy ở B2, hoàn thành thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kéo dài 21 năm. Bên cạnh những vị tướng kể trên thì Sơn Tịnh còn là quê hương của rất nhiều vị tướng khác, bao gồm Nguyễn Chức, Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên phó tư lệnh quân khu 5; Võ Thứ, Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Châu Khải Địch, Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Huỳnh Kim, Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Lê Trung Ngôn, Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Phan Quang Tiệp, Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiếp nối những truyền thống của các thế hệ đi trước để lại, những người con sinh ra trên vùng đất Sơn Tịnh anh hùng đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng danh với cái tên vùng đất tướng trong cả thời bình. Những năm qua, đã có thêm những người con của quê hương Sơn Tịnh được phong tướng, góp phần tạo nên niềm tự hào của vùng đất anh hùng qua các thế hệ. Đó là Trung tướng Phạm Nam Tào, Tịnh Minh, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Tịnh Bắc, Chính ủy Quân khu 5, Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Tịnh Trà, Phó Chính ủy Quân khu 5. Bên cạnh việc đảm nhận các vai trò, vị trí quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên cương vị là những người con của quê hương núi Ấn, sông Trà, các vị tướng này đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Video ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Nếu yêu thích video của chúng tôi thì anh em đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhiệt tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau.